Đây là đèn trung thu ở tại giáo xứ Đức Long đó bà con. Thì người ta làm những cái lồng đèn này kia nọ rồi bỏ lên một chiếc xe kéo, xe máy cày để kéo đi. Và người ta sẽ đi từng khu xóm này tới khu xóm khác cho bà con ha. Thì nói chung ở nơi đây thì người ta đi từng xóm xóm một, rồi có ghé thăm từng nhà. Cái này có ghé thăm từng nhà không anh? Đó. Có ghé thăm từng nhà không? Ghé từng nhà. Ở từng khu nhà, từ từ khu hả? Còn đó, còn đi vô, nãy giờ đi vòng vòng rồi đó. Dạ. Đi vòng vòng vô, lan vô từng nhà rồi. À, vô từng nhà. À, vậy vô từng nhà người ta mua hả? À, còn cái đoàn này đoàn rước đi trước. Rồi đoàn này đi ra sau. Vừa rồi con có nhiều con biểu tượng những con vật thế này thế kia đó bà con. À, thì con này là con cá heo hả? Cá heo. Chào con hổ. Rồi con gì con gì quên mất tên nó rồi. Con đầu tiên á. Pokemon. Pokemon của Nhật các bà con. À, con này con này như con gà sao cả. Gà. À. Ờ, cái này là. À, cháu chú hộ mẹ. Và cái này là cháu chú hộ mẹ bà con chứ không phải bên Đức Long. Thì bên này giáo xứ người ta rất là nhiều bà con. Thì mỗi một chỗ người ta có một cái hình tượng khác nhau một chút xíu. À, cái này mục đích là cho các em vui chơi bà con ha. Các em đi vui chơi này kia nọ trong cái mùa tung tu của các em. Con múa lên đến từng nhà bà con ha, họ tính từng nhà họ thì họ múa để chúc vui cho các căn nhà đó. Và số người đi theo đam đàn múa lên cũng rất là đông vui bà con ha. Và đây là cái cuộc sống ở bên Việt Nam đó bà con. Thì ở hải ngoại mình không có được như vậy đâu. Thì ở hải ngoại thì họ tổ chức ở trong cái park á. Còn ở bên này người ta đi từng nhà, từng ngõ xóm một á, để giúp vui cho các em thiếu nhi ở đây. Ok, tạm thời mình ngưng máy nha. Rồi có cái nào hay mình quay cho bà con tiếp nha. Rồi bye bye nha.